Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình và mình là Tony Thì đây là series Westmin 1 đô Đây như các bạn đã thấy bao giờ cũng là running không ngày luôn Đấy. thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay như mọi khi các bạn người Việt Nam vào rất nhanh phi nhất phong này à, mình có thể tìm thêm tên mai nữa không à, thanh tuyền 80 bạn ấy đã vừa rút tiền đây là bên người rút tiền à, đây dễ dàng nhìn thấy luôn như mọi khi link web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới và đây mình sẽ thông báo cho các bạn là cái web hôm mình đầu tư ngày 12 tháng 12 thì hôm nay ngày 14 thì rút nó vẫn bending không rút được nên ra các bạn hết, những cái quét như thế này ấy, thì các bạn phải hết sức cẩn thận vì đã là đầu tư nhanh ở min một đô không dành cho các bạn mới chơi lưu ý là như vậy ok cái quét đó này thì vẫn rút lại bình thường à, anh em anh, anh đã biết cái okay, thì đi vào quét này thôi về những quét này mình sẽ không giảng đạo và không nói nhiều và không nói nhạy à, nói linh ta linh tinh nữa vì nó không phải dành cho các bạn mới chơi đâm ra các bạn mới chơi thì nhắc lại một lần nữa anh em mới chơi nhớ là xem lại kênh youtube của mình nếu như mà muốn chơi cái loại này nhìn nó thì sẽ rất là đơn giản nhưng mà sẽ không phải là dành cho các bạn mới chơi đâu tường video này mình phục vụ anh em thích chơi min một đô thôi nó là sở thích ở một số người như các bạn thấy đấy chưa cần mình chưa cần mình giới thiệu đã có người việt nam chơi trước rồi đâm ra <laughs> không chả cần mình giới thiệu nữa cơ thì đã có người chơi rồi đâm ra mình phục vụ ở, ở một số anh em ở tầng một kiểu kiểu dạng như nằm có người thích thích thể loại này đấy tầng ở khác chứ không phải là dành cho những anh em mà yếu tim rồi vào đây đâu nhưng mà khi make đi thôi làm rất nhanh không có gì đâu những cái clip này mình nhận nhanh đến nay chủ nhật thì sẽ nhận được bao nhiêu đô 12 đến đầu tư 1 đô ngày chủ nhật được 1.5 đô nhé mình sẽ dùng bay bởi vì perfect money dạo này sao ấy đầu tư bay ngon ok Ê, có oh, sau 30 giờ rồi. ai không rô nhiều đô mình cũng nhiều lấy đô ra ai à, cái... phim lưu ý ở những webmin một đô nhé <laughs> các bạn có thể xem thấy rất nhiều series webmin một đô mình làm không dành cho anh em mới chơi thường thì anh em uh, chơi lâu họ chỉ cần nhìn thôi họ cũng không cần phải nghe tiếng nữa ok và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy web chưa ất lên này đấy thế mà cuối cùng hàng loạt người việt nam vẫn vào rồi thua luôn ok hôm Thank you, bên anh trừ tiền chưa? Mình mình sẽ xem bên này trừ tiền chưa. Bên anh trừ tiền rồi. Mình sẽ login lại một lần nữa cho anh em xem là xem có nó. No. Bởi vì nhiều khi những web này chờ một khoảng thời gian lâu nó mới vào. Thì coi như là đây là một cái kiểu dạng như mình test cho anh em luôn. bao giờ những cái mi một đô mình cũng là yếu tố mang yếu tố test là mình sẽ vào như thế này chạy một không ngày và vào cho các bạn nhìn thấy rằng là nó có vào được không sau đó thì sẽ làm một clip riêng uh, để cập nhật là có rút được hay không uh, lưu ý những web này không dành cho các bạn mới chơi các bạn mới chơi thì hãy lên mang yếu tố như thế này là tham khảo những clip như thế này rất dạ... Uh, nếu như các bạn thích thể loại này thì nó sẽ là yếu tố tham khảo cho các bạn các bạn nhìn này đầu tư tiền vào tiền nó không vào cơ cuộc sống nó không easy như vậy đâu ok ok cảm ơn các bạn link web để phần mô tả nhé